chào bác sĩ Thu Trang. Theo như được biết, thời gian vừa qua, các phòng khám nhi của Bệnh viện Tâm trí Nha Trang tiếp nhận rất nhiều bệnh nhi bị bệnh tiêu chảy. Vì vậy, theo bác sĩ, đâu là nguyên nhân phổ biến của bệnh tiêu chảy ở trẻ em ạ? Tự chung, nguyên nhân bệnh tiêu chảy của trẻ em bao gồm hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là về vấn đề vệ sinh, về vệ sinh trong vấn đề ăn uống. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do vi trùng. Thì vi trùng ở em bé nó sẽ chia làm hai loại, do vi khuẩn và do virus. Trên 80% do bệnh tiêu chảy do vi trùng của em bé là do virus. Biểu hiện của những em bé ban đầu có thể chỉ sốt và ói và sau đó mới có vấn đề tiêu chảy. Những điều gì cần lưu ý khi chăm sóc ở nhà khi bé bị bệnh tiêu chảy ạ? Các dấu hiệu khi em bé được chăm sóc ở nhà thì đầu tiên em bé nó phải không có dấu hiệu nguy hiểm. Thì khi chăm sóc ở nhà, đầu tiên các ông bố bà mẹ lưu ý vẫn cố gắng cho con bú sữa mẹ. Thứ hai nữa, ông bố bà mẹ không nên kiêng ăn bất cứ thứ gì ở con. Nếu mà bố mẹ kiêng ăn quá nhiều, nó sẽ làm cho em bé nó không đủ dinh dưỡng để kháng bệnh. Cái vấn đề thứ ba là bố mẹ vẫn cố gắng giữ vệ sinh trong cái vấn đề ăn uống và vấn đề thân thể của con. Và cái vấn đề cuối cùng nữa là ông bố bà mẹ nhớ bù Orezon cho con để con tránh mất nước, điện giải. Và về vấn đề kiêng ăn thì chính là tránh những cái thức ăn quá chua hoặc quá ngọt như trái cây ngọt hay là bánh kẹo. Khi nào chúng ta cần phải đưa trẻ đi khám ngay khi mắc bệnh tiêu chảy ạ? Khi chăm sóc các bé bị tiêu chảy ở nhà thì các ông bố bà mẹ cố gắng để nhận biết dấu hiệu nguy hiểm của con. Đầu tiên là con sẽ quấy khóc liên tục, ly bì, con co giật. Thứ hai nữa, người nhà sẽ thấy con có dấu hiệu của mất nước. Em bé sẽ có những cái dấu như là khát nhiều hơn, đòi uống liên tục, môi khô và có những bé nhỏ hơn, ở bé nhũ nhi thì em bé khóc sẽ không ra nước mắt. Có một dấu hiệu khá quan trọng là nếp véo da gấp mất chậm. Thì cái nếp véo da này các ông bố bà mẹ có thể kiểm tra bằng véo cái da bụng của con. Nếu nếp véo da kéo dài trên 2 giây là em bé có dấu hiệu của mất nước. Các dấu hiệu nguy hiểm tiếp là có em bé, bệnh tình của em bé nó không tốt hơn sau 2 ngày. Trong phân có máu và em bé có dấu hiệu của co giật. Và làm thế nào để hạn chế trẻ mắc bệnh tiêu chảy thưa bác sĩ? Để tăng cái đề kháng trong cái bệnh tiêu chảy, đầu tiên khuyến khích các bà mẹ cho con bú ít nhất hoàn toàn bằng sữa mẹ 6 tháng đầu đời. Cái vấn đề thứ hai nữa, chú ý trong cái vấn đề vệ sinh ăn uống và có vấn đề nữa là vệ sinh trong thân thể. Cái này là nói về việc tắm táp cho bé, thì khi tắm các ông bố bà mẹ lưu ý cố gắng đừng để cái nước tắm mà nó vào miệng con. Cái vấn đề tiếp theo là vấn đề về tiêm phòng. Thì cái vaccine đầu tiên á, các ông bố bà mẹ nên dùng cho con là vaccine rota trong phòng ngừa tiêu chảy. Tại vì hầu hết các virus gây tiêu chảy thì hiện tại chiếm đa số vẫn là virus rota. Từ một số em bé từ 1 tới 5 tuổi thì hầu như đều có thể mắc rota một lần trong đời. Cái vaccine tiếp theo nên tiêm cho em bé sớm khi đủ tuổi là vaccine sởi. Vì sau khi mắc sởi, em bé hầu như cái đề kháng rất là kém và em bé có thể mắc những cái bệnh sau đó.